mỗi lần cháu đi qua cái dòng suối đấy là cháu vẫn ám ảnh cái hình ảnh mà bố ấy bị lao xuống đấy ạ. Nếu là bị là lũ tô về, thế về đến cái cầu tràn của là Đức Tiến đây, là cái xe của nó là bị cái đèn của nó lại không sáng, thế là chắc là nó bị rơi xuống dưới đi rồi, thế là làm cho nửa đêm nó trả quê nào cái kiểu điều. Ngày xưa cháu ở với bố mẹ thì có gia đình ấm áp với như gia đình người ta, nhưng mà bây giờ thì cháu ở với anh chị thì họ cũng thương, nhưng mà có bàn tay của bố mẹ ở đây thì bố mẹ che chở nó sẽ ấm áp hơn nhiều. Cháu ước là cháu có lại được một gia đình đủ bố đủ mẹ, xong được đi học bình thường như các bạn. Lúc nào đi học bà có tiền bà còn cho 50.000 100 đi, bà còn thương lắm, rồi bà già quá rồi bà không có tiền nhiều cho nhiều rồi cháu hả. Có được một gia đình, một mái ấm hạnh phúc, một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười là điều tuyệt vời nhất mà ai cũng đều mong ước. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó. Ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ này vẫn hằn sâu nỗi niềm về sự mất mát, đau thương, thiếu hơi ấm của mẹ và sự dạy bảo ân cần của cha. Nhưng hai cô bé người Mông này đã vượt lên nghịch cảnh, chăm chỉ đến trường học chữ với mong muốn trở thành những người giáo viên ưu tú trên chính quê hương mình. Ngôi nhà nhỏ này từng là mái ấm hạnh phúc của một gia đình người dân tộc Mông, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên. Có bố, mẹ và 7 chị em gái với những tiếng cười giòn tan mỗi khi quây quần bên nhau. Nhưng hạnh phúc bên mái ấm gia đình ấy thật ngắn ngủi. Lúc đấy cháu cũng nghĩ chắc là không, cũng nghe tên là bảo có hai vợ chồng bị đuối nước, nhưng mà cháu cũng nghĩ chắc không phải bố mẹ đâu. Xong là cháu đang học thì nghe tin thế, cháu xuống hiện trường, xong là họ đưa thi thể về, cháu mới về đến nhà. Lúc đấy đứa em cũng đang ở nhà một mình để nấu khám lợn nữa. Tháng 9 năm 2020, thiên tai lũ lụt đã cuốn trôi biết bao của cải và cả mạng sống của người dân vùng núi. Trong đó có cả bố mẹ và em gái út của Sinh. Hoàn cảnh của chị em Sinh khiến nhiều người rơi nước mắt. Bởi các em còn nhỏ đã phải trải qua 3 đám tang đầy đau xót của bố, mẹ và em gái. 6 đứa trẻ trở thành mồ côi. Cuộc sống vốn đã khó, nay lại càng bế tắc. Mình cảm thấy mình cô độc, không có người thân nữa. Nhìn người họ hạnh phúc thì mình cũng muốn thế. Cái lúc mà mình đi học thì có kiểu bạn bè thì có bố mẹ mình không, em cũng thấy rất là buồn, nhưng mà cũng không biết làm sao. Những ngày đầu với một cuộc sống mới, môi trường mới, cùng nỗi đau chưa nguôi ngoai, nhớ bố mẹ, nhớ em, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, mấy chị em chỉ biết nằm ôm nhau khóc. Các chị lớn đi lấy chồng và đi học xa, tất cả đều phải tự lực lo cho bản thân. Còn hai cô bé Hoàng Thị Sinh và Hoàng Thị Yến thì đang ở độ tuổi đến trường, phải ở cùng với gia đình anh trai con nhà bác, hoàn cảnh cũng không dư giả gì.
nhiều lúc nhớ bố, mẹ và em. Sinh và Yến dắt tay nhau về lại ngôi nhà cũ để tìm lại những ký ức nơi có tình yêu thương của cả gia đình. Những bạn nhỏ như các em được cha mẹ nâng niu, chăm sóc, lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ, được đến trường với những bộ quần áo mới và được đưa đón yêu thương, thì các em đã phải đương đầu với thử thách của số phận, thậm chí còn đứng trước nguy cơ không được đến trường. Ngày xưa ở với bố mẹ thì vui, có đầy đủ thứ. Bây giờ không có nữa. Nó ra ngoài xã hội mình không có bố mẹ như người ta thì mình cũng không biết làm sao, chỉ biết cố gắng. Bây giờ mình thương lắm rồi, mình không biết làm thế nào rồi. Bây giờ bố mẹ của nó mình không có, ông là ông già rồi, ông là không biết cái gì nữa. Lúc nào đi học bà có tiền, bà còn cho 50.000 100 đi, bà còn thương lắm rồi, bà già quá rồi. Bà không có tiền nhiều cho nhiều rồi cháu ạ. Bà nghĩ khổ quá, ngủ tôi không say. Bà không biết nói con nào với cháu. Hai cô gái nhỏ này chững chạc hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa, bởi các em hiểu hoàn cảnh của mình và luôn động viên nhau phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cuộc sống bớt khổ. Thời gian rảnh rỗi, các em lên rừng lấy củi, hái măng, hái rau rừng, phụ giúp gia đình bác. May mắn cho Hoàng Thị Sinh và Hoàng Thị Yến, khi biết hoàn cảnh của các em, trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Hàm Yên đã đưa các em về trường để chăm sóc, và các cô giáo cũng nhận các em làm con nuôi để các em được tiếp tục đến trường. Cháu cũng thấy vui và cảm thấy như kiểu mình có một gia đình mới ạ. Các thầy cô rất là yêu thương, quan tâm ạ. Họ miễn rất là nhiều khoản, nói chung là họ giúp rất nhiều. Ở trường là có cô giáo chủ nhiệm với bạn bè ở bên cháu nhiều nhất, quan tâm cháu nhiều nhất. Khi đi học thì bạn bè vẫn thương cháu, biết là gia đình cháu như thế thì bạn bè rất thương cháu. Ở bên cháu, an ủi cháu học tập mỗi ngày. Bước ra từ những mặc cảm, với tình yêu thương chân thành của gia đình thứ hai, Sinh và Yến đã cảm thấy vui vẻ, tự tin và hòa đồng hơn. Trong thời gian nhà trường đưa cháu lên trường tiếp tục theo học, thì hai cháu cũng có rất nhiều cố gắng. Lúc đầu thì hai cháu rất là bỡ ngỡ, lên thì còn rụt rè. Cách xưng hô cũng như là các quá trình học tập của các cháu cũng không được như các bạn cùng trang lứa tại nhà trường. Sau một thời gian hướng dẫn các cháu cách sinh hoạt cũng như cách học tập, thì đến thời điểm này thì các cháu cũng đã có rất nhiều tiến bộ. Đặc biệt là chị Sinh cũng đã học tập rất là tốt và cũng đã hướng dẫn em Yến thực hiện những cái sinh hoạt hàng ngày của một học sinh trường nội trú. Cháu cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và cũng cảm ơn nhà trường rất nhiều. Họ tạo điều kiện rất nhiều cho bọn cháu, giúp rất nhiều. Cháu luôn biết ơn các thầy cô giáo đã chăm sóc cháu từ lúc cháu vừa mới vào trường đến bây giờ, thì cháu luôn nhớ đến những cái lúc mà các thầy cô an ủi cháu, giúp đỡ cháu để tiến bộ hơn. Vượt lên những khó khăn thử thách, Yến và Sinh đã không phụ lòng của các thầy cô. Hai cô bé người dân tộc Mông đã tích cực học tập và tham gia các hoạt động chung của trường, của lớp, phấn đấu trở thành những học sinh tiêu biểu. Sinh năm nay đã thi đỗ vào trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang. Đây là một niềm vui lớn đối với em khi cánh cửa tương lai đang dần hé mở. Bây giờ cháu mơ ước là sau này cháu học hết 12 có nghề riêng. Có nghề riêng giúp gia đình và xã hội.
ước mơ của cháu cũng có thể là đi làm giáo viên để dạy các em học sinh dân tộc thiểu số như cháu bây giờ, để không phụ lòng các thầy cô đã dạy cháu. Ký ức tuổi thơ với những gam màu tối đang dần lùi xa. Thay vào đó là sự yêu thương, chia sẻ, hàn gắn và sự cố gắng của bản thân. Trong ánh mắt của hai cô bé này đang lấp lánh những hy vọng về một tương lai tươi sáng.